Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đoàn học sinh Việt Nam tham dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2024 tại Angeles, California, Hoa Kỳ đã giành được một giải nhì. Đây là giải cao nhất mà học sinh Việt Nam giành được sau 12 năm kể từ khi cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được tổ chức trên phạm vi cả nước và tham dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế từ năm 2013 đến nay. Dự án giành giải nhì thuộc lĩnh vực phần mềm hệ thống của hai học sinh Nguyễn Lê Quốc Bảo và Lê Tuấn Hy, lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này đồng thời cũng nhận được giải tư Special Award do Hiệp hội Tin học Hoa Kỳ trao tặng. Được biết hội thi năm nay có 67 quốc gia tham dự với 1.699 học sinh trung học và 1.353 dự án thi. Đoàn Việt Nam tham dự với 9 dự án thuộc 9 lĩnh vực.